Trước mắt các bạn có thể thấy là một cái chảo siêu to mà bé mèo review chào các bạn cái nha. Theo các bạn là anh ấy làm cái gì đây bạn? Thật ra anh ấy đang muốn nấu một chảo cơm siêu to khổng lồ theo phong cách của bà Tân đấy các bạn à. Ha ha, xem anh ta làm gì tiếp theo nhé. Chỉ thấy anh ta đổ dầu ăn vào khắp cái chảo này. Không biết có ngập luôn cái chảo kia luôn không vậy anh của tôi ơi. Sao mà chỉ thấy hết chai này rồi lại tới chai khác. Tiếp theo là chuẩn bị thêm một số thịt và xem xét kỹ lưỡng coi có sạch sẽ chưa. Khi cảm thấy quá tuyệt vời rồi thì cho luôn những cục thịt siêu to này vào chảo. Khối cứ bốc lên khắp mọi nơi, không biết có ngửi được mùi thơm chưa. Mà thấy thịt cho vào chung với dầu ăn là bé mèo đây thấy khoái rồi đó nha. Khi đã cho số thịt vào vừa đủ rồi, thì lúc này lấy thêm cây xào lăng ra trộn cho đều hết. Rồi lại cho thêm một số sản phẩm đồ ăn đủ thể loại vào. Màu thì tùng lung, lùm la, bé mèo tui đây cũng chẳng biết là gì nữa. Mà chắc chắn một điều là tuyệt vời, ngon. He he, lúc này thì chỉ thấy cái chảo của chúng ta toàn là đồ ăn. Những ông anh bên cạnh cứ luôn hỏi, không biết khi tôi ăn hết chỗ này thì có đến Tết năm sau không nhỉ? Mà tôi cũng không biết tại sao lại cho hẳn luôn một cái thao siêu to vào giữa. Hình như là không có cái nắp nào đậy vừa cái chảo này hay sao ấy các bạn. Tiếp theo là đem ra thêm vài cái thao cơm siêu khủng để cho vào chảo, để cơm được nấu chín rồi thôi nhé. Chứ mà pha này để gạo vào một phát là chắc bỏ luôn cái chảo có sức chứa vô vàng số đồ ăn ngon trong đây luôn quá các bạn. Khi đã đổ xong số cơm kia vào rồi thì bây giờ nhìn trong cái chảo của chúng ta chẳng khác gì cái núi mini. Thế là anh trai của chúng ta cầm trên tay là một cây xào thịt cầy tơ ra sang bằng hết chỗ cơm kia. Các bạn nhìn xem chắc là học sinh của thầy Lộc phụ hồ rồi. Nhìn mướt giật hết rồi kìa. Tiếp theo là cho thêm vài cái mâm xung quanh. Mà bé mèo cứ thắc mắc, tại sao lại không để cái nắp vào cho ổn áp hơn ta? Mà thôi làm sao mà chín cứ cho vào miệng ăn được là ok rồi. Một lúc sau thì lấy những cái mâm của chúng ta ra. Tiếp theo lại là cây xào thịt cầy tơ của chúng ta. Anh trai đang dùng nó để trộn đều số đồ ăn kia lên. Còn một người khác thì tìm số thịt kia đem ra để riêng một nơi. Nhìn xem trông hấp dẫn phết các bạn à. Chảo cơm này phải nói là nó chứa vô vàng dinh dưỡng trong đây rồi. Ăn vào chỉ có nước là nhức luôn cái nách. Nhìn coi mấy cục thịt kia. Úi giời, ngon gì đâu. Ê anh ơi cho em xin cắn một miếng. Chứ ngon quá ai mà chịu nổi. Nhìn thôi là biết nó béo tới cỡ nào rồi các bạn. Chảy luôn hết cả nước dài. Ha ha, thế là cùng đã hoàn thành món cơm trong chảo siêu to rồi đấy các bạn. Tiếp theo lại là ở một quán ăn khác. Lúc này thì chỉ thấy có một anh chàng đang rất là bận rộn. Anh ta đang dùng một cái xà beng mini để rút số giúp thịt kia vào bọc. Thao tác cũng rất là nhanh. Chắc cũng là mười mấy năm trong nghề hay gì rồi đây nè. Tôi chỉ thấy anh là rút một lúc thì cũng đã muốn hết rồi các bạn. Nhưng mà tôi không biết cái thứ đó là món gì. Nào hãy cùng tôi đón xem anh ta làm như thế nào để ra được tuyệt phẩm như thế nhé. Đấy các bạn có thấy cái đống trước mắt các bạn không? Hãy xem anh ta làm gì nhé. Chỉ thấy anh ta rút vào trộn chung một chỗ, có cà chua, nước súp, kèm theo đó là một số rau. Các bạn còn thấy gì nữa không? Chứ tôi thấy có nhiêu đó thôi hà. Hình như là có thêm một số ớt xanh nữa thì phải. Lúc này thì trộn đều, vừa trộn, vừa cho thêm gia vị vào. Sau khi cho gia vị vào rồi thì lại trộn đều. Còn bây giờ là làm gì đây? Thì ra là anh ta làm nước sốt để ăn bánh ngon hơn nè các bạn. Chỉ thấy anh ta cho từng cái bánh tròn tròn kia chấm vào bên trong thứ kia. Rồi lại đưa cho ông chú gói lại. Còn những người xung quanh kia là đang đợi để mua món ăn tuyệt phẩm này về để thưởng thức đấy các bạn. Chỉ thấy anh ta làm được bao nhiêu thì lấy bán được hết bấy nhiêu. Có lẽ đây là món ăn siêu ngon ở đất nước của họ. Nếu là các bạn thì sao? Có dám thử ăn những món ăn này không? Chứ còn bé mèo tôi đây thì cũng muốn thử một chút để hiểu xem vị đời là như thế nào. Ủa nhầm, vị món ăn lạ là như thế nào. Còn bây giờ là kết thúc clip thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ủng hộ mình bằng cái like, chia sẻ video, cho mình thêm một đăng ký nữa nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!